thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu quy hoạch lại tuyến đường ven sông Sài Gòn. Phương án quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ven sông Sài Gòn sẽ kéo dài từ đoạn cầu Ba Son, quận 1 đến cầu Sài Gòn Bình Thạnh. Theo đó, dự án dài gần 4 km với tổng vốn khoảng 3.380 tỷ đồng và dự kiến được triển khai trong vòng 6 năm. Đường ven sông Sài Gòn khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông mới dọc hành lang Bắc Nam thành phố, kết nối giao thông khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi với trung tâm thành phố. Tuyến đường cũng kết nối các tuyến vành đai 2, 3, 4 và các tuyến cao tốc, giúp giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Đây là tuyến đường sở hữu nhiều view đắt giá và bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn từ trên cao, hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn có thể được nối liền thành một dải từ bến Bạch Đằng quận 1 đến cầu Sài Gòn quận Bình Thạnh. Dọc tuyến đường sẽ thấy cầu Thủ Thiêm 1, sân golf, Vinhomes, khu Sài Gòn Pearl. Tuy nhiên, hiện tuyến đường ven sông đang bị ngắt thành nhiều quãng. Mặt khác, lộ giới khi qua các dự án cũng chưa được đồng bộ. Trong đó có đoạn ven sông Sài Gòn chỉ rộng 15m, có đoạn rộng 35m. Việc khai thác các quỹ đất dọc sông Sài Gòn cũng giúp tạo nguồn thu lớn cho ngân sách các địa phương phục vụ tái đầu tư phát triển.